Theo phản ảnh của một số người tiêu dùng và ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 9 tại siêu thị Aeon Celadon, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, gian hàng trứng gia cầm không còn trứng vịt, trứng cút, trứng vịt muối của các nhà cung cấp quen thuộc. Trên kệ hàng chỉ còn lác đác vài hộp trứng bắp thảo của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt, còn lại là toàn bộ trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị. Vào sáng 9 tháng 9, tại gian hàng trứng gia cầm, sản phẩm trứng gà trứng vịt của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt đã có mặt sản phẩm của công ty Ba Huân và các thương hiệu khác vẫn mất khúc, trong khi đó trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị chiếm đa số. Còn tại một số siêu thị Tops Market, quận Tân Phú, Lotte Mart, quận Tân Bình, Go, Gò Vấp, kệ hàng trứng gia cầm có đa dạng các nhà cung cấp. Theo một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trứng gia cầm, thực tế sản phẩm của các thương hiệu lớn có chất lượng giá cả tốt, được người tiêu dùng chọn mua nhiều, Tuy nhiên, dù các siêu thị vẫn đặt hàng các nhà cung cấp, nhưng khi hàng hóa của các doanh nghiệp bán hết thì siêu thị đưa nhãn hàng riêng của mình ra thị trường.